má má thì nó hot hơn. Nhiều người người ta yêu cầu hơn là cái người có khả năng chi trả để điều trị bệnh nám má có vẻ cao hơn là cái nhóm bệnh chứng khá. Cho nên nó làm thành một cái xu hướng đấy là đi giảng cho các hãng thì cứ toàn suốt ngày bị chúng nó bắt giảng nám má. Chứng khá chưa phải điều trị đâu mà cứ đòi điều trị nám má. Tôi thì tôi luôn luôn có một lời khuyên là nếu như mà các bạn không có chưa có tiếp cận quá nhiều về vấn đề nội khoa thẩm mỹ thì đầu tiên là cứ học cho nó xuôi cái bài trứng cá này đã, điều trị cho ngon lành bằng trứng cá này đã, tự khắc thì nó sẽ phòng vài nám má. Chứ nếu mà học ngược lại thì thường là nó sẽ dở lắm, bởi vì tỷ lệ điều trị thành công bệnh nám má rất là thấp so với trứng cá và tỷ lệ tái phát của nám má rất là cao, hầu như không bao giờ giải quyết được 100%, trong khi bệnh trứng cá thì nó luôn luôn là giải quyết 100%. Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ tiếp cận cái bài này chậm một chút thì tốt hơn cho cái vấn đề là giữ chân bệnh nhân của chúng ta nhé. Trên tinh thần là các bạn là sau chuyên khoa 1 và nhóm đối tượng mà tôi nghĩ là có thể là các bạn có nhiều khả năng là chưa có làm nhiều, cho nên tôi cũng là xây dựng một cái bài giảng giống như là giảng cho các spa bên ngoài, nghĩa là tương đối bài bản từ đầu đến cuối, từ cái đơn giản đến cái phức tạp, và có thể là đối với những cái đơn giản thì có nó quá là đơn giản các bạn, nhưng mà những cái phức tạp thì các bạn cũng lưu ý là keyword của tất cả vấn đề về lý thuyết nó chỉ có một thôi, còn thực hành lâm sàng thì nó sẽ là 100, 1000 cái kiểu biến tướng. Thế cho nên là tôi nghĩ là trong bài giảng này nó có đầy đủ tất cả những thứ mà các bạn cần học, chỉ có điều là sau khi giảng xong thường các bạn vẫn hỏi nhiều, tôi chả hiểu tại sao, thì chúng ta cứ thử xem nào nhé. Thế thì một số cái điều ghi nhớ liên quan đến cái bệnh nám má mà chúng ta cần phải ghi nhớ thực tế là trông rất là đơn giản, nhưng nếu như chúng ta không ghi nhớ những điều này thì tôi cam đoan là các bạn điều trị thất bại, bởi vì nám má nó cũng không phải dễ. Cái điều thứ nhất đấy là chúng ta luôn luôn phải nhớ là điều trị nám má là một bệnh điều trị khó. Và cái điều thứ hai tại sao nó khó, bởi vì cái chuẩn đoán của chúng ta thường xuyên là sai. Những người ta đến với chúng ta và người ta bảo là cho tôi chữa cái vết nám ở trên mặt ấy thì thường là không phải nám, mà thường nó là những cái sắc tố khác, các bạn hiểu không ạ? Cái chuẩn đoán từ đầu nó đã sai rồi, đã chuẩn đoán sai thì giống như là các cái bệnh của chúng ta chuẩn đoán sai ngay từ đầu rồi thì điều trị làm sao ra. Thế cho nên là cái chuẩn đoán là cái cực kỳ quan trọng. Thế nào là nám má là cái mà bắt buộc phải nhớ. Rất đơn giản thôi, đấy là đây có phải một ca nám má hay không. Phải nói được cái điều đấy chính xác thì hãy đi mà điều trị cái thân. Chứ còn đâu cứ nói linh tinh, cái nào gọi là nám hết thì nám chân sâu, nám có chân, nám không chân, rồi nám chân nông, nám chân tròn, nám chân dẹt thì nó không bao giờ nó ra được cái phần điều trị chuẩn, đúng nhá. Mặc dù rất đơn giản, đấy là chuẩn đoán trước rồi điều trị sau. Nhưng mà thường thì bởi vì bệnh nhân thì nhà mình toàn chuẩn đoán trước mình ấy mà. Đây, bác ơi bác chữa cho em cái nám này, mà nhìn mắt đâu thấy cái nám nào đâu. Ok nhá. Và một cái điều cuối cùng liên quan đến vấn đề bệnh nám má, đấy là chúng ta không nên lựa chọn một phương pháp duy nhất để điều trị nám má, hay là một sản phẩm tốt nhất để điều trị nám má, hay là cô Minh dùng sản phẩm gì để điều trị nám má, mà chúng ta phải có trong tay vài sản phẩm để điều trị nám má thì nó mới thành công được. Bởi vì nó phải là một cái quá trình điều trị dài và phải luân chuyển các cái thành phần. Còn nếu mà chỉ có một thành phần, trong đó các bạn cũng chỉ không được hỏi câu này nhé, cô thành phần này điều trị có tốt không? Không có cái gì tốt, cái gì không tốt cả. Vấn đề là bạn dùng nó vào đâu thì nó là tốt, bạn dùng nó vào đâu thì nó là không tốt, được chưa? Và vì thế cho nên là chúng ta nắm một cái tổng quan chung, đấy là bệnh nám má và điều trị phối hợp, chứ không có chuyện là một phương pháp để điều trị nám má. Trong các phương pháp để phối hợp để điều trị nám má thì quan trọng nhất vẫn là đường bôi nhé, đường tại chỗ. Nếu như đường tại chỗ mà các bạn không có khả năng, không có sản phẩm trong tay hoặc không có đủ sản phẩm trong tay để giải quyết cái vấn đề đường tại chỗ cho nó tốt thì đừng tìm kiếm đến những cái phương pháp khác làm gì, tốn tiền và không thành công, được chưa? Ví dụ như là các cái kỹ thuật cao liên quan đến máy móc, laser vân vân, tiêm các thứ, meso các thứ đều là thứ yếu trong vấn đề điều trị nám má. 100% bệnh nhân của tôi đều bị nám má thì 99% là tôi điều trị mà không can thiệp bất kỳ thủ thuật gì, và tôi thấy nó thành công tốt, 90% khỏi, ổn, trên 90% vết nám hết, không cần bất kỳ một cái phương tiện kỹ thuật cao nào hết. Đấy là lý thuyết chuẩn và guideline hướng dẫn nám má cho đến bây giờ nó vẫn là đúng như thế. Chỉ có điều là khi các bạn nắm được cái điều này chắc chắn rồi và các bạn muốn can thiệp thêm, ví dụ là tiêm meso hay là muốn peel hay là muốn bắn laser, thì chúng ta phối hợp cùng với cái nền bôi của chúng ta tốt thì đương nhiên nó sẽ ổn hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta lại cứ đòi là phải laser nám má mà không có bôi tốt ấy mà,
hay là không kê đơn bôi hoặc không có sản phẩm bôi tốt đi mà, thì chắc chắn là thất bại. Cái điều đấy là điều chắc chắn, bởi vì nó chỉ là laser hay là peel thôi, trong điều trị nám má laser nó chỉ là lựa chọn thứ ba thôi, nó phải lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn đầu tiên là bôi, lựa chọn thứ hai là bôi cũng peel, và lựa chọn thứ ba thì nghĩa là mới là đến laser, nghĩa là lựa chọn thứ yếu và thất bại là chính, thành công là ít. Kể cả những trường hợp điều trị nám má rất rất là có kinh nghiệm thì cũng thế thôi. Chúc được các bạn nào mà điều trị laser nhiều về phần này, rồi thì chia sẻ thêm cho các bạn phần này. Tôi không chuyên về laser, nhưng mà tôi thì tôi chắc chắn là điều trị laser nám má thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Thế nên các bạn lưu ý phần này nhé, kể cả tiêm laser thì thôi. Ok, thế đầu tiên thì cái quay trở lại với những cái điều ghi nhớ của chúng ta sẽ làm lại một cái phần rất là basic, đấy là chúng ta xem lại những cái trường hợp thế nào gọi là nám má, đúng không ạ? Ví dụ như đây, hai ca này các bạn có thấy nó giống nám không? Chuẩn nám không? Có bạn nào cảm thấy là không chuẩn nám lắm không? Chúng ta cứ phát biểu tự do cho nó nhớ bài. Có thấy chuẩn nám không? Cái ca này đấy, cái ca này các bạn có gọi là nám không? Em nám không? Ừ, không nghĩ là nám, nghĩ sao? Em nghĩ là à, em nghĩ là nám. Có bạn nào nghĩ là nó không phải nám không? Hoặc có cái gì khác không? Ừ, sao bạn nói đi, mấy bạn đồng bào nói đi. Đây ca này, nhìn đây có thấy giống nám không? Em con trai ngồi cuối cùng đi. Nám chỉ gắn mắt thôi gì đâu, cần gì phải ảnh dọc nữa, ảnh gì nữa. Nám nó chỉ gắn mắt lâm sàng mà. Có cái gì không giống nám như vậy? Ờ, đúng rồi, có cả tăng sắc tố sau viêm đúng không? Còn gì khác không? Mất sắc tố. Hả? Mất, có cái điểm mất sắc tố. Ờ, có những điểm mất sắc tố đúng không? Thế ca này sao? Ca này mọi người lăn tăn thiếu. Hả? Ca này có ai lăn tăn gì về vấn đề chuẩn đoán nám ca này không? Ơ, lăn tăn gì không? Không nói, không lăn tăn, không nói. Không bỏ qua ai nhé. Ờ, cái này vậy. Cái này gọi gì? Gọi là gì? Ơ, gọi là gì? Là nhang đúng không? Ở ngoài các bạn biết cái này mọi người spa người ta hay gọi là gì không? Nám chân đông. Chắc là tôi cho xem nám chân sâu. Cái này người ta hay gọi là nám chân nông, hoặc là nám không chân, hoặc là nám điểm. Sai nhá, tất cả những cái từ mà tôi vừa nói đều không phải là cái khái niệm chuẩn nhá. Không có cái chuyện là nám không chân, không có cái chuyện là nám điểm. Cái này là càng nhang nhá. Thậm chí có một số vết gần mồi nữa. Ok chưa ạ? Thấy có sự khác biệt giữa hai cái này không? Nám và không phải nám, có thấy khác biệt chưa? Nó khác ở chỗ nào? Mảng đúng không? Kích thước đúng không? Màu sắc đồng đều hay không đúng không? Nó đều khác nhau. Và tuyệt đối không được gọi cái này là nám chân với nám không chân cái gì cái này nhá. Cái này gọi là tăm nhá. Rồi ok cái này ạ? Đồ mồi. Ừ, đồ mồi sao? Khác thế nào? Nó khác ở chỗ nào? Ví dụ cái này chẳng hạn. Đám này chắc là rõ rồi, mồi rồi, nhưng đám này chẳng hạn. Nám không nám? Cái này không phải nám. Vẫn là đôi mồi. Bệnh nhân này toàn đôi mồi. Cái đám này to rõ rồi đúng không? Đám nào phân biệt được cái đôi mồi với cả cái nám? Hai này phân biệt nám nào phân biệt được với nhau? Bệnh nhân nám má có thể có đôi mồi, bệnh nhân đôi mồi có thể có nám má. Nhưng mà cái ca này, hai ca này chả có gì lẫn nhau. Anh trông thấy không ý kiến gì lớp nào đấy, anh ở lớp nào ấy, chuyên khoa một thì nhìn ảnh thôi, bác sĩ ra liệu cơ bản là nhìn rồi bốc phét thôi mà, chứ có gì đâu. Nhìn ảnh anh thấy sự khác biệt gì thì anh nói thì thôi, chưa có ai bảo anh làm gì đâu. Các bạn nào phân tích hộ ca này thì cái hả, đã là nám là mảng nhá, không có nám gọn như này cả. Cái thứ hai đấy là trong trường hợp đồi mồi thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng dày sừng, còn nám thì không bao giờ có hiện tượng dày sừng cả, đúng không? Nó dày lên sờ thấy. Cái này thì chắc rõ rồi đúng không? Rồi, tăng sắc tố sau viêm đúng không?
Tất nhiên là trường hợp nào vẫn có thể có tăng sắc tố sau viêm giống như cái ca này chúng ta xem ấy, nhưng mà chúng ta phải biết đâu là vết nào là vết tăng sắc tố sau viêm, vết nào vết nám ha. Ok ha, cái này ạ. Hori ở bên ngoài người ta hay gọi đấy này, nám có chân đây này nhá, nám chân sâu rồi nám đinh rồi nám điểm rồi nám củ khỉ gì đấy tôi không biết được nữa, nhưng không được phép gọi đây là nám nhá, gọi là nám một cái là điều trị sai luôn đúng không, căn bản là cái khái niệm ban đầu của chúng ta sai, giống như cái keyword ban đầu của tôi chuẩn đoán phải đúng, đọc tên nó phải đúng thì sau đấy điều trị nó mới đúng được, còn nếu mà đọc tên mà đã sai thì chắc chắn là điều trị nó không đúng đúng không ạ. Cái này điều trị bằng cái gì? Laser đúng không, toàn bộ tất cả các cái phương pháp liên quan đến bôi đều không thay đổi nhá, mezo mezo đều không thay đổi gì hết, không xin như gì, laser thì phải biết laser thôi chứ còn không thì cũng phải cả năm mới đỡ được 90% đúng không, vẫn muốn đi nó là như thế. Ok ha, không nắm điểm không nắm chân nắm treo để đây cả nhá, đúng ý không, bớt hô ri hoặc là bớt áp con nhá, điều tên của nó cái này ạ. Uta hả? Uta cái này là bớt sắc tố rồi đúng không, bớt sắc tố và nó cũng sẽ có những cái bớt mà nó thành màu xanh xám hẳn như này, nhưng có những cái bớt này nó lại vẫn cứ nâu nâu như là nám, nhưng bớt thì nó vẫn là bớt thôi nhá, không thể nào chuyển nó thành nám được, và bớt thì không bao giờ bôi cả, bôi bớt không bao giờ hết đúng không, đau rất tốt với laser đúng không. Ok chưa ạ? Phần chuẩn đoán thì các bạn có lăn tăn gì nữa không? Đọc tên phải chuẩn ha. Trên mặt bệnh nhân nó có thể có nhiều thứ thì mình phải đặt tên đúng từng thứ một. Sau đấy các bạn điều trị thì cái nào nó đáp ứng với cái gì nó mới ra đúng được cái đó. Được chưa? Cái điều rất quan trọng. Rồi, thế vậy thì chúng ta quay lại về cái định nghĩa của nám má. Ngoài cái lâm sàng mà chúng ta vừa nhìn đó thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái rối loạn tăng sắc tố mắc phải. Nghĩa là nó không giống cái bớt, đấy là có thể đẻ ra nó đã bị đúng không? Nám má nghĩa là nó mắc phải trong cái quá trình phát triển và về bệnh học thì nó không tăng cái số lượng hắc tố bào, số lượng hắc tố bào là như nhau nhưng giữa các cái vùng nám và vùng không nám, tuy nhiên thì cái hắc tố bào ở vùng nám nó bị kích hoạt và nó sản xuất nhiều melanin hơn, còn thì cái vùng không có nám thì nó sản xuất melanin bình thường đúng không ạ, đôi khi thì nó sẽ vì sản xuất nhiều melanin cho nên nó sẽ tăng cái kích thước của cái melanosome và cái lượng cái melanin đó. Và trong cái trường hợp nám má thì 100% các sinh thiết nó sẽ đều có cái tăng melanin ở thượng bì và tăng melanin ở trung bì, thường là sẽ nằm ở trong đại thực bào, nghĩa là ăn tế bào sắc tố lôi xuống, và cái này là 100% trường hợp nám má nó đều có, cho nên là cái khái niệm trước đây mà chúng ta hay phân biệt giữa cái vấn đề là nám sâu và nám nông á, nám thượng bì và nám trung bì ấy, về cơ bản về vô bệnh học là không chính xác. Tuy nhiên thì một số trường hợp khi chúng ta điều trị chúng ta vẫn sẽ có những cái nhận định, đấy là nếu mà nó nông hơn, nó nâu hơn thì gọi là nám thượng bì ấy, thì nó sẽ điều trị tốt hơn, nhanh hơn đúng không ạ? Còn trường hợp mà nó sâu hơn là nám trung bì thì nó sẽ điều trị chậm hơn, tuy nhiên nó là một cái ranh giới rất là khó phân định nhá. Và rất là nhiều yếu tố nguy cơ liên quan tới vấn đề về sắc tố, ví dụ như là ánh sáng, hormone, mạch máu, thần kinh, giấc ngủ v.v. nó ảnh hưởng đến vấn đề là tăng hay là giảm cái nám má đúng không ạ. Trên lâm sàng thì chúng ta có thể phân nám má theo nhiều cách, ví dụ như nám thượng bì, nám trung bì đó, nhưng mà tôi vừa nhắc rồi, nám thượng bì, nám trung bì và nám hỗn hợp, về cơ bản mô bệnh học nó đều là nám hỗn hợp thôi, nhưng nó ưu thế là thượng bì hơn hoặc ưu thế là trung bì hơn để nó tiên lượng tốt hơn thôi, chứ còn cái phân thể theo cái vị trí melanin là tôi nghĩ là nó cũng không chính xác, và cho nên là chúng ta sẽ xem cái phân loại theo vị trí lâm sàng thôi. Ví dụ như nám ở vùng trung tâm, nám ở vùng má, nám ở vùng quai hàm, hay là nám ở trên tay chân chẳng hạn, đúng không? Theo vị trí mà cái vùng nám nó có. Đấy, phân theo giải phẫu bệnh thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mà nó thiên về vấn đề là thượng bì đúng không? Tôi xin lỗi vì không dịch ra tiếng Việt. Thượng bì thì khi mà chúng ta chiếu cái ánh sáng hen út vào thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái màu là màu nâu, đúng không? Nó nâu xám. Và khi mà chúng ta chiếu vào nám trung bì thì nó cũng là nó sẽ thành cái màu gọi là màu ghi đúng không, và nó không bị đen hơn khi mà chúng ta chiếu đèn út, và những cái trường hợp là mix, nghĩa là mix cả hai, nghĩa là chiếu hay không chiếu vẫn nhìn thấy đúng không ạ, rõ rệt. Và về mô bệnh học thì nó cũng sẽ có một số cái điểm nhất định, tuy nhiên thì cái phân thể nám má theo giải phẫu bệnh này nó là cái tham khảo để đề tài để tiếp thôi, chứ còn lâm sàng chúng ta đừng có quá quan tâm đến vấn đề là thượng bì hay trung bì. Và tôi cũng được biết rằng là tương đối là nhiều ở bạn là lúc nào cũng cứ xác định cho bệnh nhân đấy là cái này nám thượng bì đấy, chỉ dễ cái này nám chân sâu đấy, chữa khó. Thực tế thì 100% các bạn sẽ tư vấn cho người ta là nám chân sâu xong rồi là chữa khó đúng không?
để cho người ta nghe là trầm trọng hóa vấn đề, thực tế thì cái nào như cái nào thôi nhá. Cho nên các bạn cũng hạn chế cái đoạn có chân không chân đấy đi nhá, bỏ qua cái đoạn đấy. Ở trên lâm sàng hiện tại bây giờ thì chúng ta có thêm kèm thêm một cái vấn đề nữa, đấy là những cái tổn thương kèm theo của nám má. Ví dụ như những cái trường hợp nám má thông thường như cái ảnh lúc nãy thì chúng ta nhìn thấy rồi, còn những một số trường hợp thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ kèm cái vấn đề giãn mạch. Bởi vì thực tế là cái trên lâm sàng chúng ta dùng kem trộn rồi chúng ta điều trị nám theo các cái phương pháp nó không chính thống hoặc là nó gây biến chứng thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái tình trạng này. Vì thế cho nên là đôi khi thì người ta sẽ chấp nhận thêm một cái phân loại nữa, đấy là một cái trường hợp nám má mà lại kèm theo vấn đề là giãn mạch. Thực tế thì trên mô bệnh học thì 100% trường hợp nám má đều sẽ có giãn mạch các bạn nhé. Nếu mà mô bệnh học ấy, thì là tất cả nó sẽ đều có giãn mạch, đều có tăng sinh viêm và đều có tổn thương phần màng đáy. Tuy nhiên thì có thể là cái giãn mạch đấy nó là giãn mạch dưới mô bệnh học thôi, và khi chúng ta dùng dermoscopy chúng ta sẽ nhìn thấy 100% nó có giãn mạch, và cơ chế bệnh sinh của nám má là có giãn mạch. Nhưng những trường hợp mà nám má mà lại nó giãn hết cả trên mặt rồi, nhìn mắt thường nhìn thấy rồi, thì chúng ta có thể cho vào một cái nhóm riêng để chúng ta điều trị. Nghĩa là chúng ta biết là chắc chắn cái nám má này nó có cái tiên lượng nó hơi khác thường đúng không, để chúng ta ưu tiên riêng cho nó riêng ra thôi. Chứ còn thực tế thì nó cũng tương tự như cái nám có chân với nám không chân ấy, nghĩa là thực tế là 100% nó có giãn mạch cả. Cho nên là không men điều trị về vấn đề giãn mạch đều sẽ dùng cho nám má, kể cả là có giãn mạch rõ rệt hay là không giãn mạch đúng không ạ. Thì bởi vì là cơ chế bệnh sinh của nó thì nó sẽ liên quan đến vấn đề giãn mạch. Thế thì chúng ta nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề là nám có chân và nám không chân nhé. 100% nám nó có chân, cái nào cũng xuống trung bì cả, và tất cả đều có giãn mạch hết nhá. Chúng ta đi đến cái vấn đề điều trị. Cái việc đầu tiên mà trước khi chúng ta điều trị cho bất kỳ bệnh nhân nám má nào thì nguyên tắc của nó là chúng ta phải can thiệp vào vấn đề là giảm cái nguy cơ gây bệnh đúng không? Nguy cơ nặng bệnh thì đấy là liên quan đến vấn đề ánh sáng đúng không? Vai trò của ánh sáng mặt trời gây ra vấn đề sắc tố thì ai cũng biết rồi, chúng ta không phải nhắc đi nhắc lại nữa. Nhưng trong bệnh nám má thì nó rất là quan trọng ở cái chỗ, nếu như mà bệnh nhân của chúng ta mà không làm cái động tác là bôi chống nắng và chống nắng tốt thì thôi thì khỏi điều trị luôn cho xong nhá. Mặc dù nó không phải thuốc điều trị, nhưng mà nếu mà chúng ta không làm đảm bảo được cái đoạn này thì chắc chắn là nó không bao giờ thành công cả. Hoặc là sau khi mà nó đã đỡ đi rồi thì nó sẽ tái phát rất là nhanh. Và vì vậy cho nên mặc dù nó không nằm ở trong phác đồ điều trị, nghĩa là không phải là thuốc để điều trị, nhưng chúng ta luôn luôn phải tư vấn cái này đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu điều trị. Và nguyên tắc của tôi đấy là nếu như mà bệnh nhân mà không có điều trị, không có bôi được chống nắng tốt chuẩn theo đúng cái nguyên tắc để bôi chống nắng thì thôi khỏi điều trị nám má luôn cho xong nhá, cho nó đỡ mất công vì nó kêu nhiều, khỏi chả khỏi được đâu đúng không? Thế trong các cái tia ánh nắng mà gây ra nám má thì chúng ta rất lưu ý đấy là nó không phải là cái tia nắng chói chang vào mùa hè màu vàng đẹp đẽ vào mùa thu, mà nó là các cái tia về UV đúng không? UV là tia mà chúng ta không nhìn thấy gì, chúng ta mắt thường chúng ta không nhìn thấy đúng không? Nhưng nó vẫn tác động lên trên da. Và trong các tia UV thì tia UVA là tia UV chính mà gây ra vấn đề nám má cũng như lão hóa da. Gây chính nhá, các tia đều gây ra nám má và đều gây lão hóa da, nhưng UVA là tác động nhiều nhất bởi vì cái khả năng đâm sâu của nó đúng không? Và vì vậy cho nên là khi nói đến vấn đề về chống nắng ở trong chống ánh sáng mặt trời thì chính xác hơn, ở trong cái điều trị nám má thì chúng ta phải chú ý vào tia UVA. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải yêu cầu bệnh nhân đấy là bôi chống nắng, kể cả những ngày dông, kể cả là đi dưới trời mưa, kể cả ngày mùa đông, kể cả là không thấy ánh nắng mặt trời, kể cả là ngồi trong nhà chúng ta vẫn phải bôi kem chống nắng, bởi vì nó liên quan đến tia UVA đúng không ạ? Cái bài này cái này thì chắc là trong phần ánh sáng các bạn sẽ học kỹ hơn đúng không ạ? Không phải chú ý. Và cái kem chống nắng mà chúng ta kê cho bệnh nhân nếu mà nó không có phải là phổ rộng mà không chống được tia UVA coi vứt luôn nhá, được không ạ? Các bạn sẽ nhìn lại cái lọ kem chống nắng của mình nhé, không phải trường hợp nào cũng UVA UV song song đâu. Phần lớn các cái lọ kem chống nắng mà chúng ta bệnh nhân của chúng ta có thể tự mua trên thị trường được, nó sẽ không có UVA, bởi vì nó chỉ có chỉ số SPF không thôi, đấy là chống lại không tia UVB đúng không? Nó vẫn có một cái giá trị nhất định, nhưng nó sẽ không tốt như là những cái kem chống nắng mà chúng ta muốn kê cho bệnh nhân nám má hay lão hóa đúng không ạ? Ngoài ra thì trong cái phần kem chống nắng thì chúng ta cũng lưu ý về cái vấn đề là chống nắng vật lý và chống nắng hóa học. Thì cơ chế nó hơi khác nhau, cái này thì chúng ta sẽ không đi sâu về chống nắng. Tuy nhiên thì chống nắng vật lý thông thường thì nó sẽ gọi là gì nhỉ? Nó bao phủ bên ngoài như cái áo ấy, cho nên là nó sẽ chống được nhiều tia hơn, phủ rộng hơn. Và cái khả năng bảo vệ da của nó sẽ cao hơn, nhưng nó lại có một số cái nhược điểm liên quan đến vấn đề là bao phủ bên ngoài đúng không? Rồi, thế đấy là vấn đề đầu tiên mà trong điều trị mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nhá. Chống nắng mà không tốt thì khỏi điều trị nám má luôn.
nếu như điều trị nám má tái phát và vân 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 thì quay lại xem chống nắng thế nào, đúng không ạ? Các bạn rất lưu ý phần này, mà phần này làm tốt thì không bao giờ ổn đâu. Nếu mà các bạn mà làm spa mà các bạn thấy điều trị nám má rất là nhiều, tỷ lệ chỉ định laser rất cao nhưng mà tỷ lệ bán kem chống nắng rất thấp thì nó cũng quay lại nó kêu thôi nhá. Ok ạ, à, cứ nhìn vào cái doanh thu của chúng ta dựa trên cái gì chúng ta biết ngay là chúng ta đang kê có chuẩn nội khoa không, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi sang cái vấn đề về điều trị chính, đúng không ạ? Thế thì chúng ta chú ý là cái vấn đề điều trị nám má thì nó liên quan tới một cái quá trình là tạo ra các cái melanin, cái sắc tố ở trong bụng thực bình, đúng không ạ? Từ các cái tế bào người ta gọi là tế bào hắc tố bào hay là melanocyte, đúng không ạ? Thì đây là cái vị trí của cái melanocyte, nó giống như là cái con gì nhỉ? Nó có những cái tua tua, đúng không? Và nó tạo ra cái melanin ở trong cái thân của nó, rồi nó chạy chuyển cái melanin nó chạy lên trên và nó động dưới mặt, đúng không? Thế về cơ bản thì melanin là một cái chất như cái ô để bảo vệ da, cho nên da ai mà đen thì là nó sẽ khỏe hơn là da người trắng. Nhưng mà mình thì mình cứ thích là nó phải trắng, cho nên là nó mới sinh ra cái bệnh này và mình phải điều trị cái bệnh này. Còn đây là hình ảnh của cái tế bào melanocyte với cả các tế bào sừng, đúng không? Okay. Chúng ta đi vào cái quá trình điều trị từng bước một liên quan tới cái quá trình tạo ra melanin ở từ cái tế bào melanocyte nhé. Cho cái này thì chúng tôi sẽ bài giảng của tôi sẽ chia ra làm 3 giai đoạn, đúng không? Nó liên quan đến 3 cái giai đoạn mà tác động vào melanocyte hay là hắc tố bào để điều trị nám má. Cái giai đoạn đầu tiên thì người ta gọi đây là giai đoạn 1 hay còn gọi là giai đoạn trước melanin. Nghĩa là trước khi mà nó nghĩa là chúng ta nói đến cái vấn đề là gọi là cái môi trường để cho cái hắc tố bào này nó sinh sản ra melanin, đúng không? Nó bản thân nó là một cái tế bào được phân cái nhiệm vụ là tạo ra melanin. Nhưng mà tuy nhiên trong cái trường hợp nào đó thì cái tế bào này nó bị kích hoạt, đúng không? Nó bị gọi là chiêu thức thì nó sẽ sản xuất nhiều hơn và sau đấy thì nó sẽ tạo ra các cái vị trí đen, đúng không? Thế vì thế cho nên là cái bước đầu tiên khi mà chúng ta tác động vào cái tế bào này thì chúng ta phải tạo cho nó một cái môi trường hiền lành, ổn định, hòa bình để cho nó đừng có bị kích hoạt và nó sinh ra một cái cơ chế gọi là cơ chế tác động vào melanin vào cái hắc tố bào mà là cơ chế trước khi tạo ra melanin, coi như là cái môi trường xung quanh. Và trong nám này thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái cơ chế để làm sao cho nó thật là ổn định, nó được sống trong một môi trường hòa bình và nó không tăng sinh, nó không tăng sản xuất melanin hơn bình thường, đúng không ạ? Và đây là một trong những cơ chế mà có thể gọi là an toàn nhất để điều trị nám má, nhưng mà lại là một trong cơ chế không đặc hiệu và hiệu quả thấp nhất. Nhưng trên thị trường chúng ta sẽ thấy đa phần các thành sản phẩm ở trên thị trường của chúng ta sẽ nằm ở cơ chế này, đúng không ạ? Nghĩa là những chất mà người ta gọi là dưỡng sáng da, nó không phải thuốc điều trị mà nó chỉ được gọi là dưỡng, nhưng mà dưỡng làm trắng, đúng không? Thì nó nằm ở trong cái nhóm này. Hay là ví dụ như đi ra ngoài siêu thị và mua một cái sản phẩm rửa mặt hay là một cái sản phẩm kem bôi làm trắng thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong cái đống này. Cơ chế nó sẽ nằm trong cái đống này, nghĩa là một cái gọi là dưỡng da nhưng mà có khả năng làm trắng chứ không phải là một cái thuốc điều trị, đúng không ạ? Tất nhiên là có một số cái là thuộc dạng nhóm thuốc nhưng mà phần lớn thì nó sẽ là thuộc cái nhóm là không đặc hiệu và gọi là dưỡng trắng da. Nó có mình có thể chia thành nhiều cách để tác động vào cái bước này, tuy nhiên thì tôi chia tạm nó thành là 5 cách. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là một số cái hoạt chất đã điều trị nám má, các bạn học thuộc hoạt chất nha. Và khi học thuộc hoạt chất thì đọc tên các hoạt chất ở lên, các bạn cố gắng link nó với cái cơ chế mà gây mà nó tác động lên cái bệnh của mình thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đang muốn cái gì, đúng không? Ví dụ dưỡng, đúng không ạ? Cái mà chúng ta hay gặp nhất và nhiều nhất, phổ biến nhất ở trên thị trường đấy chính là vitamin C, đúng không ạ? Cứ nói đến điều trị sắc tố làm trắng rồi làm đồng đều màu da vân 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 thì vitamin C là top. Mà thực tế thì các sản phẩm dưỡng mỹ phẩm hay là mỹ phẩm bán được trên thị trường cho đến bây giờ thì vitamin C vẫn luôn luôn là cái hoạt chất mà được pha chế vào nhiều sản phẩm nhất, đúng không? Thì tuy nhiên là trong cái phần về sắc tố là đặc biệt là điều trị nám má thì vitamin C nó có một cái vai trò đấy là trung hòa các cái gốc tự do, đấy là các cái gốc xấu, các cái gốc bẩn mà gây kích hoạt cái tế bào hắc tố bào. Vai trò quan trọng nhất của vitamin C trong điều trị nám má chỉ chính là cái vai trò này. Chứ mà chúng ta sẽ thấy là vitamin C cũng can thiệp được vào một vài cái vai trò đặc hiệu hơn chút xíu, nhưng đây vẫn là vai trò quan trọng nhất mà chúng ta dùng vitamin C ở trên thị trường, đúng không? Ngoài ra thì trong cái phần trung hòa gốc tự do thì chúng ta thấy nó có hàng trăm cái hoạt chất, đúng không ạ? Cái nào cũng đề tốc cả, sinh ra là để đề tốc, như kiểu uống hoa quả đấy, đúng không? Uống tất cả mọi thứ để đề tốc thì chúng ta sẽ thấy là một số hoạt chất khác mà người ta cũng sẽ hay nhắc tới, ví dụ như là ferulic acid hay là cotofenin này, các bạn biết nó là gì không?
Ừ, nó là vitamin E đúng không? Vitamin E và vitamin C nó nằm ở trong cùng một cái vòng tròn để tập cho các cái chất trung hòa, các gốc tự do đúng không? Và ngoài ra thì cái cơ chế thứ hai của nó đã ức chế cái hoạt động của melanotropin, thì cũng là một cái hoạt chất mà một cái nhóm cơ chế mà nó làm ổn định cái hắc tố bào, cũng là cơ chế không đặc hiệu. Thì trong đấy thì nó nhấn mạnh một cái thành phần đấy là magnesium. Thì cái magie nó thực tế thì nó hiện tại bây giờ chúng ta sẽ không thấy người ta nhắc đến nhiều magie trong điều trị nám má. Tuy nhiên thì nếu mà search ở trên Google PubMed chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy là vai trò của magie tương đối là cao, tương đối là nhiều trong cái việc là bình ổn cái tế bào hoặc tế bào. Và vì vậy cho nên thường người ta sẽ dùng cái dạng uống. Nhưng nó vẫn chỉ là không đặc hiệu thôi, cho nên đừng có cứ cho bệnh nhân uống magie suốt cả ấy, nó chả hết đừng nám đâu. Hỗ trợ cho quá trình điều trị thì ok, còn đâu thì hay là hỗ trợ cho vấn đề tránh tái phát thì ok, nhưng mà để sinh ra để điều trị, ví dụ như đấy vitamin E để điều trị bôi để cho nó làm hết nám, thì tôi nghĩ là đấy là sống bằng niềm tin đấy nhá. Và tất nhiên thì tin tưởng một cái hãng, nhưng nó là niềm tin thôi chứ nó không làm gì cả. Ok ha. Hay là ví dụ như là ức chế plasminogen, cũng là một cơ chế không đặc hiệu mà chúng ta nhắc đến gần đây rất là nhiều, đấy là chính là tranexamic acid đúng không? Nó có khả năng ức chế plasminogen hay là cầm máu, hay là ức chế cái quá trình giãn mạch đúng không? À, thì thực ra thì tranexamic acid tác động vào tương đối nhiều khâu ở trong nám má, nhưng đây là khâu quan trọng nhất, cái cơ chế quan trọng nhất mà nó tác động. Thế cho nên là về cơ bản thì nó nhẹ thôi, các bạn có thể có rất nhiều sản phẩm tranexamic acid trên thị trường bây giờ mà các bạn đang dùng đúng không? À, nồng độ từ 1 đến 4 đến 8 thì đó. Tuy nhiên thì về cơ bản nó chỉ đến thế thôi nhé, nó không thể mạnh được đâu. Tiếp theo thì đấy là một số cái hoạt chất khác, ví dụ như là phenylresorcinol thì nó cũng liên quan tới cái quá trình ổn định cái vấn đề nhận phân chia của hắc tố bào, cho nên là trong đây nó sẽ có vai trò của vitamin A chính là retinol hoặc là retinoid đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ có cái tác động lên vấn đề gen sinh ra nám má, cho nên gần đây chúng ta cũng sẽ thấy nó rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà nó tác động vào cái vấn đề này thì về cơ bản nó vẫn là nhẹ thôi. Mặc dù là resorcinol và retinoid nó sẽ tham gia vào tương đối nhiều cái khâu, kể cả giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, nhưng cái khâu mà nó liên quan tới vấn đề trước melanin này thì hiệu quả nó thấp nhé. Cysteamin cũng là một cái hoạt chất mà chúng ta cũng sẽ thấy nó tương đối nhiều, nó liên quan tới cái vấn đề là tạo ra các cái ức chế một cái môi trường tốt cho tế bào hắc tố bào nó hoạt động. Và phytic acid thì chắc các bạn nghe rồi đúng không? Ok chưa, cái nhóm này ok chưa? Nó còn có rất nhiều nha, cái list này dài lắm nha. Mà các bạn đọc ở trên các cái sản phẩm đa số chúng ta mua được thì nó sẽ nằm ở trong cái nhóm này nhé. Là nó sẽ gọi là bán không cần kê đơn, đặt điều trị không đặc hiệu. Rồi chúng ta đi sang cái giai đoạn 2. Đây là cái giai đoạn chính để tạo ra cái vấn đề nám má. Đấy là giai đoạn tổng hợp ra melanin, nghĩa là hắc tố bào nó có một cái quá trình tổng hợp ra các cái melanin từ tyrosine đúng không ạ? Và cái hoạt động này nó diễn ra trong cái ti thể của cái tế bào hắc tố bào đúng không ạ? Và cái hoạt động đấy thì nó diễn ra theo cái chu trình như thế này đúng không ạ? Từ tyrosine chuyển qua dopaquinone rồi chuyển thành melanin. Và vì nó ra sinh ra melanin cho nên là sau đấy nó đẩy ra ngoài thì nó thành cái màu đen đó. Thế vì thế cho nên đây chính là cái bước chính và nhiều cái sản phẩm ức chế tyrosine nhất và cũng là cái đặc hiệu và hiệu quả nhất trong vấn đề điều trị nám má. Tuy nhiên thì cái quá trình tổng hợp mà tác động vào quá trình tổng hợp melanin chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ chia vào rất là nhiều bước, và chúng ta cũng cần phải biết là sản phẩm của chúng ta đang dùng, hoạt chất chúng ta đang dùng nó tác động vào bước nào trong số này, bởi vì mỗi cái bước khác nhau nó sẽ khác nhau. Và cái bước này thì thông thường người ta sẽ quy ra là 5 bước thì gọi là quy tóm tắt thôi, chứ thực tế thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 17 bước lớn trong cái chu trình chuyển hóa. Và nếu mà nói đến kỹ càng từng chuyển hóa một, từng phản ứng một thì nó lên khoảng độ 36 cái phản ứng khác nhau. Và mỗi hoạt chất của chúng ta nó sẽ tác động vào một cái hoặc nhiều cái bước khác nhau đúng không ạ? Chúng ta nhìn cái chu hình này chắc là chúng ta sẽ nhìn rõ đúng không ạ? Tyrosine đúng không ạ? Còn dưới sự tham gia của tyrosina là một cái enzyme mà chúng ta đã rất là quen thuộc rồi đúng không? Chuyển thành dopa, sau đấy thì dopa thì cũng dưới tác động của tyrosina chuyển thành dopaquinone đúng không ạ? Sau đó thì nó đi theo có thể thành hai chu trình. Cái chu trình thứ nhất là nếu mà khi mà môi trường của chúng ta mà có tốt, có cái nồng độ glutathione và cysteine nó cao, nó đủ thì nó sẽ đi, nó sẽ từ cái dopaquinone nó sẽ có sự tham gia của glutathione và cysteine thì nó sẽ chuyển thành một cái chất gọi là chất phenylmelanin. Và cái chất phenylmelanin này là một cái gọi là cái sắc tố nhưng mà lại không có màu, đúng không? Và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ nhìn thấy là glutathione và cysteine là một trong những cái hoạt chất mà người ta có thể cho thêm vào trong cái vấn đề điều trị nám má để biến những cái sắc tố tạo ra thì là sắc tố không màu, đúng không? Tuy nhiên nó chỉ là một góc của vấn đề nhé, chứ dùng glutathione để chuyển trắng thì lại không phải là cái vấn đề tốt, đúng không?
bởi vì là nó sẽ có nhiều cái tác dụng phụ. Nếu mà trong trường hợp mà môi trường của da của chúng ta hay là cái môi trường cơ thể của chúng ta nó không có đầy đủ cái glutathione hoặc là cystein thì nó sẽ đi theo một cái chu trình tự cân đối, nó sẽ đi theo một cái chu trình mà nó chuyển ra thành các cái chất, cuối cùng nó chuyển thành một cái gọi là omelanin. Thì cái melanin này nó có màu và nó có nhiều màu, nó có thể là màu nó có omelanin chúng ta có thể gọi là nó có màu đen đi. Tuy nhiên khi mà cái nồng độ giữa cái pheomelanin và omelanin nó có một cái tỷ lệ nhất định, đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo ra các cái màu sắc da khác nhau, đúng không? Ví dụ như là nó nhiều cái màu omelanin hơn thì nó thành màu đen, nếu mà ít omelanin thì nó sẽ thành da trắng. Nhưng mà những cái trường hợp mà nó trung gian thì nó sẽ thành da đỏ, da vàng như chúng ta chẳng hạn. Thì đấy là cái chu trình chung, chu trình sinh lý chung để tạo ra một cái màu sắc da, đúng không? Và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó có mấy cái hoạt chất mà chúng ta quan tâm, đúng không? Ví dụ như là glutathione, cystein thì nó nằm ở chỗ này, và tyrosina là cái enzyme nó tham gia và tương đối nhiều hay không, đúng không? Và vì thế cho nên là ở trong giai đoạn 2 thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều cái bước để có thể can thiệp vào cái vấn đề điều trị sắc tố, đúng không ạ? Ví dụ như là lúc chế chuyển cái tyrosine tới cái vị trí tiền melanosome chẳng hạn thì đấy là glutathione, hay là ức chế khởi động cái melanosome thì nó có thể tham gia vào vitamin E, arginine và vitamin A. Ức chế tyrosina là cái cơ chế chính, đúng không ạ? Hay là ức chế chuyển các cái bước khác nhau, đúng không ạ? Và thực tế thì cái quá trình này nó có thể chia làm rất là nhiều bước, đúng không? Cái phản ứng bình thường của nó là diễn ra qua khoảng 36 bước, nhưng mà mình có thể tóm tắt lại như vậy. Thì vì thế cho nên là các hoạt chất của chúng ta nó sẽ sinh ra rất là nhiều các cái loại thuốc để tác động vào từng cái bước này. Mỗi cái thuốc nó có thể tác động vào 1-2 bước nhưng mà nó không tác động toàn bộ, đúng không? Và đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải dùng cái sản phẩm điều trị nám hoặc phối hợp thành phần hoặc là luân chuyển sản phẩm để chúng ta đạt cái hiệu quả tối đa, chứ nó không có một cái nào nó ức chế toàn bộ tất cả các cái bước đó đâu. Chả có sản phẩm là như vậy cả. Chúng ta phân tích kỹ hơn một chút về phần này nhé, được không ạ? Bởi vì phần này là phần rất là quan trọng và nó liên quan đến một cái enzyme chúng ta gọi là enzyme tyrosina. Thì cái enzyme tyrosina thì các bạn đã biết rồi, đúng không? Nó là cái enzyme chính để chuyển tyrosine thành cái sắc tố của da, và nó tham gia vào rất là nhiều bước trong cái quá trình mà tạo ra sắc tố, đúng không? Vì thế cho nên là các cái chất anti-tyrosina là những cái chất chính để điều trị nám mà nó là thông thường sẽ ở dưới dạng thuốc, đúng không? Trong các cái cơ chế liên quan đến vấn đề ức chế tyrosina thì chúng ta cũng phải biết là cái cơ chế để ức chế cái enzyme này nó cũng nhiều vô biên, nó nhiều thứ lắm. Chúng ta có thể tóm tắt lại nó qua 6 cái cơ chế để ức chế được cái tyrosina. Và chúng ta sẽ đi đến từng cái cơ chế một. Mỗi cái cơ chế này ưu nhược điểm của nó sẽ hơi khác nhau, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có các hoạt chất khác nhau, đúng không? Các bạn nhìn rõ cái đoạn tyrosine chuyển thành dopapinone này và có sự tham gia tyrosina rồi, đúng không? Ok ha. Rồi, cái cơ chế đầu tiên liên quan đến vấn đề ức chế tyrosina đấy là một cái cơ chế người ta gọi là cơ chế dùng cái cơ chất thay thế. Thì chúng ta biết là một cái phản ứng hóa học, đúng không? Tôi thì học hơi dốt quá. Đấy thì phần này hơi khó. Một cái phản ứng hóa học thì nó luôn luôn sẽ là có một cái chất đầu vào, đúng không ạ? Một cái gọi là cái người ta gọi chung là cơ chất, đúng không ạ? Và một cái enzyme rồi nó sinh ra một cái chất kết quả, đúng không ạ? Là gọi là thành phẩm, đúng không ạ? Nó có luôn luôn có ba cái bước như thế. Thế thì cái cơ chất của cái phản ứng mà tạo ra sắc tố thì nó chính là tyrosine, các bạn đồng ý không ạ? Tyrosine có sẵn trong cơ thể và tyrosine khi mà có trong một cái môi trường mà nó có cái enzyme tyrosina thì nó sẽ chuyển thành cái chất gọi là dopapinone qua cái dopa đấy, đúng không ạ? Dopa chuyển thành dopapinone và sau đấy thì cơ thể sẽ dùng cái dopapinone này và tham gia vào các cái phản ứng phía dưới và cuối cùng tạo thành cái sắc tố, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái cơ chất của nó là tyrosine, cái enzyme của nó là tyrosina và cái gọi là cái kết quả đầu ra của cái phản ứng này tại da là dopapinone. Thế thì cái cơ chế đầu tiên mà liên quan đến vấn đề ức chế tyrosina đấy là một cái hoạt động về hóa học, người ta cho một cái chất vào và cái chất đấy cấu trúc của nó giống tyrosine nhưng nó không phải tyrosine, thế là nó không dưới tác động của cái tyrosina nó nhận định đấy là một cái chất giống tyrosine và nó bám vào đó, nó tổng hợp với cái chất đó, nhưng cuối cùng cái đầu ra của nó không phải là dopapinone, bạn hiểu không ạ? Thì đương nhiên là cái đầu ra không phải dopapinone thì cái đầu cuối cùng của nó không ra được melanin, các bạn hiểu ý này không ạ? Và người ta gọi cái này gọi là cơ chất thay thế tyrosine. Và một trong những cái hoạt chất mà nổi tiếng nhất trong cái cơ chế này chính là hydroquinone. Các bạn nhìn này, cái tyrosine cấu trúc của nó như này, nó có một cái vòng benzene đúng không? Và nó có các cái gốc xung quanh đúng không? Và chúng ta sẽ nhìn thấy là hydroquinone ở trong nó tương tự như thế đúng không? Tất nhiên là có nhiều chất tương tự như thế nhưng hydroquinone là một trong những chất đấy. Và vì thế cho nên khi mà cái tyrosina nó nhìn thấy cái hydroquinone này, thế là nó bám vào cái này. Thế nó bám vào cái này thì nó sẽ không tạo ra dopapinone được, thì cuối cùng là đầu ra của nó sẽ không phải là melanin.
Bạn hiểu không? Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ dùng hydroquinone là một trong những cái chất để điều trị nám má. Các bạn biết chất này đúng không? Biết hết đúng không? Rất nổi tiếng. Đây thì cái phản ứng này nó diễn ra như này đúng không ạ? Hydroquinone này, nó nếu mà có tác động của tyrosina thì nó phản ứng với cả cái tyrosina tạo thành một cái chất phức như này. Tyrosina nó bám vào đó, nó tạo thành một cái chất phức. Và cái chất này thì không phải là cái cannabinoid cho nên là cuối cùng chốt lại là nó không ra được cái melanin. Ok, cơ chế này chưa? Đây là một trong những cơ chế mà cũng được dùng tương đối nhiều. Tuy nhiên, nếu mà đứng trên góc độ là cơ chế hydroquinone và là chất cơ chất thay thế của tyrosin, chúng ta sẽ thấy là hydroquinone là một chất ức chế tyrosina rất rất là yếu, cực kỳ yếu, thậm chí là còn yếu hơn những cái chất hoạt chất khác mà chúng ta nhìn thấy trên thị trường. Nhưng tuy nhiên hydroquinone nó có một cái ưu điểm, đấy là cái này bỏ qua đi, đấy là nó lại có thêm một cái hoạt động nữa, đấy là khi mà đi hydroquinone nó vào môi trường ấy, thì nó sẽ hay bị thạch phân hủy, nó chuyển đổi chất rất là nhanh và nó trở thành một cái chất mà độc cho tế bào. Và vì thế cho nên là trên thực tế mà cái hiệu quả điều trị hydroquinone mà bôi cho cái nám má mà nó hết được cái nám má thì cái cơ chất, cái hoạt động cơ chất thay thế này nó rất là yếu, nó là một cái chất mà có cái mức độ ức chế tyrosina thấp, nhưng vì nó làm chết tế bào cho nên là khi mà hắc tế bào nó bắt được cái hydroquinone này là nó bị lăng đồng, nó chết, cho nên khi nó chết thì là nó sẽ trắng ra, mà nó trắng ra là vì nó chết chứ không phải là vì là nó bị cơ chất thay thế. Thế cho nên là vì thế nó độc tế bào thì nó sẽ gây ra các cái tác dụng phụ mà chúng ta hay nói đến với nhau, ví dụ như là sắc tố nó sẽ chuyển sang cái con đường composite bại sinh chẳng hạn, hay là ví dụ như nó trắng bạch nó mất hẳn cái sắc tố ạ, khi chúng ta bôi dài đấy, bạn hiểu không ạ? Để vì thế cho nên hydroquinone nó mặc dù nó mạnh, nhưng cái mạnh của nó lại không phải là mạnh do ức chế tyrosina mà mạnh là do vì nó độc tế bào, bạn hiểu không? Và có một cái hoạt chất mà tương tự hydroquinone mà không gây độc tế bào cao, các bạn biết là chất gì không? Cơ chế tương tự cũng ức chế cạnh tranh nhưng lại không gây độc tế bào, vì thế cho nên là hiệu quả thấp hơn hydroquinone. Đúng rồi, là abutin đúng không? Abutin là cấu trúc của nó rất là giống hydroquinone nhưng nó lại không có khả năng biến đổi, nó bền vững, nó không có khả năng biến đổi thành một cái chất độc. Đấy là methylhydroquinone. Thế cho nên là khi mà chúng ta bôi abutin thì nó chỉ có thể hiện được duy nhất một cái tính chất, đấy là tính chất cơ chế cạnh tranh thôi. Thế cho nên là cái khả năng làm trắng của abutin rất thấp nhưng độ an toàn rất cao. Và vì thế cho nên người ta pha chế tương đối lung tung ở trong các cái sản phẩm dưỡng phẩm đúng không ạ? Thì chính là theo cái cơ chế của hydroquinone. Rồi, chúng ta đi sang một cái phần thứ hai, đấy là chúng ta nhìn kỹ hơn một chút xíu về cái enzyme tyrosina. Ở trong cái enzyme tyrosina này thì nó là một cái người ta gọi là một cái chain lát hóa đồng, nghĩa là một cái enzyme mà nó có hai cái phân tử đồng là hai phân tử hoạt động. Và cái phân tử đồng này thì nó là cái gốc mà để nó giúp cho các cái phản ứng liên quan tới biến đổi từ tyrosine thành melanin, thành dopaquinone thì nó phải dựa vào hai cái phân tử đồng này để nó hoạt động. Chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn, nhưng đại loại là các bạn cứ hiểu là đấy là cái phân tử hoạt động của enzyme tyrosina, và nếu mà cái phân tử đồng này mà nó có vấn đề thì cái enzyme nó không hoạt động được, đúng không? Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm thuốc mà chúng ta rất hay thấy trên thị trường, đấy là cosic acid, thì nó là một cái hoạt chất mà tác động vào cái cơ chế này, đấy là nó gắn vào cái enzyme và nó gắn vào cái vị trí đồng này, nó gọi là cơ chế chain lát hóa đồng. Thế thì khi mà trong môi trường mà có cosic acid thì cosic acid nó sẽ bám vào hai cái đồng này, bởi vì là cái enzyme nó hoạt động. Đây là cơ chế thứ hai để ức chế tyrosina, và đây là một cơ chế chính để ức chế tyrosina, nghĩa là nó bám vào cái phân tử đồng, thế là nó không hoạt động được nữa. Và khi không hoạt động được thì đương nhiên nó không tạo được cái dopaquinone và nó không có các phản ứng tiếp theo ở phía dưới, đúng không? Gọi là ức chế enzyme tyrosina theo cái cơ chế gọi là cơ chế gắn vào cái vị trí hoạt động của enzyme. Thì cosic acid chắc các bạn biết hết rồi đúng không? Trên thực tế thì cosic acid nếu mà nói về vấn đề là khả năng ức chế tyrosina thì nó sẽ cao hơn dopaquinone nhé. Nhưng mà vì cosic acid thì nó an toàn và nó rất là dễ bị phân hủy và nó lại không gây ra một cái chất độc tế bào, cho nên thực tế là cosic acid là một cái chất mà rất an toàn nhưng mà khả năng làm trắng rất thấp, đúng không ạ? Thế thì hoạt động của nó là như vậy. Nhưng mà có một cái nhược điểm của cosic acid nữa, đấy là khi nó bám vào thì nó lại bung ra. Nghĩa là nó bám vào rồi nó bung ra, chỗ nào nó bám được vào thì nó ức chế, chỗ nào nó không bám được vào thì nó bung ra. Và người ta gọi đây là cơ chế thuận nghịch. Và cái cosic acid này thì nó gọi là ức chế, nhưng mà ức chế có thuận nghịch, nghĩa là ức chế rồi nhưng mà vẫn nảy ra ngoài và hết ức chế, thoát ức chế được. Nó tùy thuộc vào cái vấn đề cái môi trường đấy và cái nồng độ acid cosic và vân 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 vân, để nó biết là để nó quy định cái vấn đề đấy là nó có thể ức chế được hoàn toàn hay không, chứ không phải nó cứ bám vào đấy thì là cái tyrosina thì nó không hoạt động nữa, mình cứ cho acid cosic vào, cứ cho vào mà nó ức chế thì nó lại tốt quá, đúng không? Nó không có tí tyrosina nào, đương nhiên là không có nát, đúng không? Nhưng mà cái cosic acid thì nó không phải như vậy, nó là ức chế thuận nghịch, nghĩa là nó có thể bám vào và bung ra,
bám vào và bung ra, và vì thế cho nên hiệu quả làm trắng của nó cũng nhẹ thôi. Các bạn có biết cái loại nào là không thuận nhiệt không? Bám vào và không bung rồi. Theo cơ chế ức cắn vào vị trí hoạt động của enzyme, ức chế đặc hiệu enzyme mà lại là không thuận nhiệt. Các bạn nào biết không ạ? Tiếp theo. Vẫn là ức chế tyrosina, tất cả cái này đều ức chế tyrosina hết mà. Ok, rồi đấy chính là cái hoạt chất mà người ta gọi là resorcinol. Resorcinol là một cái hoạt chất trong cái thời gian gần đây thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là được đánh giá cao trong vấn đề ức chế tyrosina, bởi vì bản thân cơ chế của ức chế tyrosina của resorcinol đấy là ức chế không thuận nghịch. Thế thì chúng ta nhìn cái cấu trúc của resorcinol và cấu trúc của cái hydroquinone nó cũng tương đối giống nhau. Và hầu như tất cả những cái chất mà ức chế tyrosina nó đều phải có cái vòng benzen này thì nó mới có thể gắn được vào cái tyrosina, nó mới bám vào đấy để nó ngấm vào trong cái tế bào. Thế cho nên là chúng ta sẽ thấy là khả năng gắn của resorcinol và hydroquinone nó xem nhau. Tuy nhiên thì cơ chế nó hơi khác nhau chút nhá. Ở trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái gốc resorcinol, nhưng mà cái gốc mà chúng ta hay sử dụng nhất đấy là 4N-butyresorcinol, đúng không? Và nếu mà tính trên cái khả năng ức chế tyrosina thì người ta có một cái khái niệm người ta gọi độ S, thì cái khả năng ức chế tyrosina của cái 4N-butyresorcinol đó là 23.8S. Các bạn có biết là 1S là cái sản phẩm nào, hoạt chất nào? Cozic acid là trong nồng độ hoạt động tối ưu nó là 1S. Thế thì butyresorcinol nó sẽ là 23.8S. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong các cái sản phẩm ở trên thị trường chúng ta còn thấy rất là nhiều, ví dụ như là 4-hexin resorcinol đúng không? Hoặc là phenylresorcinol thì độ mạnh của nó là 5.3S, hay là ví dụ như là phenyl acetin resorcinol 3.8S. Một cái hoạt chất mà chúng ta cũng rất hay nói đến đấy là licorice đúng không? Dễ cam thảo đúng không? 5.4S, hay là một số cái hoạt chất khác đúng không ạ? Với các cái tỷ lệ độ S khác nhau, cấu trúc nó hơi khác nhau một chút. Thì đấy là cái nhóm liên quan đến nhóm resorcinol. Tất cả cái này nó đều sẽ theo cơ chế chung của nhóm resorcinol. Tuy nhiên cái độ ức chế thì nó hơi khác nhau. Tại sao resorcinol nó lại có khả năng ức chế được tyrosina thì nó như này ạ? Các bạn nhìn lại cái phân tử tyrosina với hai cái phân tử đồng, các bạn nhìn thấy không ạ? Hai cái gốc đồng của nó đây và cái cấu trúc phân tử của nó như này. Thì cái tyrosina này nó sẽ có ba cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái mét tyrosina, nó nằm trong hình ảnh cấu trúc hóa học của nó như này. Người ta gọi đây là dạng không ổn, dạng nghỉ, dạng không hoạt động, dạng ổn định. Và khi mà nó nằm ở cái dạng này thì nó không có khả năng gắn vào tyrosin và chuyển đổi thành novaquinol. Tuy nhiên thì trong cái môi trường thì nó sẽ chuyển thành một cái dạng trung gian, đấy là nó tách hai cái phân tử đồng ra như này. Và người ta gọi là deoxy tyrosina, thì đây là cái dạng trung gian và cái dạng này cũng không hoạt động. Nếu như trong trường hợp mà nó có cái môi trường nó có đầy đủ các cái hoạt chất tốt cho nó là oxy và phenol thì nó sẽ chuyển thành một cái dạng gọi là oxy tyrosina. Hình ảnh của nó như này, oxy nó gắn vào với nhau và nó bám hai cái phân tử đồng vào với nhau, và trong cái trường hợp oxy tyrosina này thì nó bám vào cái tyrosin thì nó sẽ tạo ra thành cái novaquinol, đúng không ạ? Thì đấy là cái phần hóa học thôi. Thế thì cái resorcinol cơ chế của nó là thế này, nó cắt luôn cái khoảng mà có thể oxy bám vào cái phân tử này, và nó tắt luôn một cái phân tử đồng vứt ra ngoài. Đấy là khi mà cái trong môi trường nó có resorcinol thì nó bám vào cái oxy và nó tắt luôn cái phân tử đồng, vứt một cái phân tử đồng ra ngoài, và cái khả năng bám của nó rất là chậm, và vì thế cho nên nó sẽ tạo ra một cái chất người ta gọi là tyrosina, và đây là một cái tyrosina bị chết vì nó chỉ còn một phân tử đồng, không còn phân tử đồng thứ hai nữa, và nó không có khả năng bám lại. Nghĩa là cứ cho resorcinol vào là cái phân tử đồng bị vứt ra ngoài và nó chết luôn cái tyrosina đấy. Cho nên đây người ta gọi là cơ chế ức chế cái vị trí hoạt động của tyrosina nhưng mà ức chế không thuận nghịch. Và đấy là lý do tại sao mà resorcinol thì nó sẽ mạnh hơn các cái cơ chế khác như kiểu oxit hay là hydroquinone. Đồng ý không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đi sang một cái cơ chế thứ tiếp theo, đấy là cơ chế khử novaquinone. Nó liên quan đến một cái hoạt chất mà chúng ta cũng vừa mới nói với nhau nãy, đấy chính là vitamin C, đúng không ạ? Theo vitamin C, ngoài cái vấn đề là detox cho da, nghĩa là ức chế các cái gốc xấu, gốc tự do, thì nó còn có một cái cơ chế mà nó cũng gọi là cơ chế ức chế tyrosina nhưng mà nó không rất rất là đặc hiệu, đấy là cơ chế khử novaquinone. Thì chúng ta quay lại cái phản ứng là từ tyrosina dưới tác động của từ tyrosin dưới tác động của enzyme tyrosina thì nó chuyển thành một chất người ta gọi là chất novaquinone qua một cái phản ứng như này, đúng không ạ? Tyrosin này, tyrosina này chuyển thành dopa, sau đấy dopa thì chuyển thành novaquinone, và novaquinone thì sẽ chuyển thành các cái chất tiếp theo và cuối cùng thành melanin. Thế thì khi mà trong môi trường mà nó có ascorbic hay là vitamin C ấy,
thì vitamin C nó rất là đều, nghĩa là nó phản ứng luôn với cái dopaminone này này và nó làm cho cái dopaminone này nó chuyển ngược về cái dopa. Bạn hiểu không ạ? Nghĩa là người ta gọi là khử dopaminone. Và nếu mà khi mà trường hợp là vitamin C nó khử cái dopaminone này thì đương nhiên nó không còn dopaminone nữa thì đương nhiên là nó chẳng có melanin được, đúng không? Bạn hiểu không ạ? Thế nó tóm lại là nó làm một cái hoạt động ngược lại với cái hoạt động tyrosina. Và vì vậy cho nên người ta có thể gọi vitamin C là một chất ức chế enzyme, nó ức chế tyrosina, nhưng cơ chế nó không thực sự rất đặc hiệu mà nó không bám và nó không làm hỏng cái tyrosina, mà chỉ đơn giản là tyrosina cứ làm việc thì nó cứ bơm ngược lại, thế là cuối cùng là nó làm cho không có cái hoạt chất đồng ra, đúng không? Phần này các bạn hiểu rồi đúng không? Tuy nhiên thì không phải nói rằng nó 100% đấy là tất cả những cái dopa chuyển thành dopaminone nó gặp vitamin C nó đều chuyển ngược lại. Tất cả những cái này nó liên quan đến nồng độ, liên quan đến khả năng, liên quan đến độ ngấm của thuốc và da, vân vân vân. Và vì thế cho nên là không phải là cứ thế mà chúng ta cứ dùng vitamin C là nó trắng bóc ra đâu, mà nó nhẹ thôi, cái khả năng khử của nó nhẹ lắm nhé. Rồi thì đấy là sơ bộ của hình như tôi bị thiếu một slide, chúng tôi sẽ lại cái slide nằm sau slide này. Bây giờ đấy là cái quá trình mà tạo ra melanin, và chúng ta sẽ thấy là nó có nhiều cái cơ chế khác nữa mà tôi sẽ không có trình bày ở đây. Liên quan tới 6 cái cơ chế ức chế tyrosina, đấy là những cái cơ chế chính và liên quan đến những cái sản phẩm chính mà các bạn hay hỏi với nhau, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm sang cái giai đoạn thứ ba, đấy là sau khi mà melanin nó đã tạo ra ở trong cái thi thể rồi, đúng không? Nó xong cái quá trình này rồi và tạo ra melanin rồi thì nó được đóng gói ở trong cái melanosome và nó được di chuyển theo cái tour của con sứa để nó đổ vào trong tế bào sừng, đúng không? Thì lúc này là nó thành cái màu của nó rồi, mình không làm nào hết được cái màu đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể có những cái bước để chúng ta can thiệp vào phần này. Thì cái cách để can thiệp vào cái phần này người ta gọi là cái giai đoạn 3, đấy là giai đoạn can thiệp vào quá trình dịch chuyển melanin từ hắc tố bào sang tế bào sừng. Và cái quá trình này thì người ta có hai cách để can thiệp. Cách thứ nhất đấy là làm cho nó chậm lại, nó tạo ra nhưng nó tạo chậm thôi thì da nó sáng hơn, nhưng mà rồi kiểu gì nó đẩy dần ra, sáng là sáng cái lúc đấy thôi chứ nó không phải là vì thế mà nó sau đấy nó đen, nó chậm chậm thôi thì người ta sẽ cảm thấy là cái quá trình này nó sáng nhanh, nó thường là nó sáng nhanh nhanh, nghĩa là bôi cái mấy hôm là nó thấy nó sáng, nhưng thực tế là mấy hôm sau thì nó vẫn đen dần dần và quá trình điều trị nó cũng vẫn đang dài dài, nó cũng là cơ chế không đặc hiệu. Thì cái cơ chế mà làm chậm lại cái quá trình mà người ta gọi là cơ chế ngăn ngừa cái quá trình dịch chuyển ấy, nghĩa là không cho cái melanin này nó chạy dần chạy hết ra ngoài mà cho nó chạy từ từ thì đấy chính là cơ chế của niacinamide. Niacinamide nó sẽ làm cho cái quá trình đen thì nó ít, cho nên là vì thế cho nên nếu mà những cái trường hợp mà điều trị nám má mà các bạn nhìn thấy nó tự dưng nó đen xì đi, ví dụ tế bào nó bị chết do dùng hydroquinone bô đen xì đi chẳng hạn, chúng ta cho niacinamide vào nó sẽ giảm cái quá trình lại thì nó vẫn an ủi bệnh nhân một chút rồi hôm sau đen xong, đấy thì đấy là chính là cơ chế chính của niacinamide. Còn một cái hoạt chất thứ hai mà chúng ta hay nói đến với nhau đấy là làm tăng nhanh dịch chuyển, đúng không? Nghĩa là đẩy hết ra, đẩy cho nó đen xì đi, nó đen hết đi xong rồi nó thành trắng, thì đấy chính là cơ chế chung của retinoid, đúng không? Bạn hiểu không? Nghĩa là retinoid nó làm luôn tăng luôn chuyển quá trình phát triển của tế bào sừng mà, thế cho nên là bôi retinoid vào thì cái quá trình phát triển nó sẽ luôn chuyển nhanh hơn, đúng không? Nó đẩy hết ra, có bao nhiêu đen xì đi xong rồi sau đấy nó bong hết ra là xong, đúng không? Thì hai cơ chế này hơi ngược nhau một chút xíu, tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta sẽ phải lựa bệnh nhân mà chỉ định, đúng không? Nếu mà người ta quá sợ về vấn đề đen xì rồi đương nhiên chúng ta đừng có cho thêm retinol vào nữa. Còn nếu mà người ta không cảm thấy là nó bị đẩy ra quá nhiều, nó phải lựa khách hàng thì chúng ta cho retinol vào cho đẩy ra, đúng không? Thì sẵn sàng chấp nhận đấy là trong giai đoạn đầu nó hơi đen một chút xíu, sau đấy nó sẽ trắng ra. Các bạn đồng ý không? Rồi và cuối cùng thì đấy là khi mà cái melanin nó đã nằm hết ở trên cái tế bào sừng này rồi, nó đẩy hết ra ngoài rồi, nằm đây rồi thì nó có lại đen xì rồi, đúng không? Như cái đít nồi rồi. Bây giờ chúng ta làm nào cho nó nhanh nhất có thể, đúng không? Thì đấy chính là các cái cơ chế liên quan đến vấn đề là gì? Là tẩy, lột tẩy, đúng không? Tẩy nghĩa là bóc đi một lớp, thế là thôi. Bóc đi một lớp là nếu mà lớp đấy dày 1/4 da đấy là bóc đi 1/4 số melanin thì nó không sao trắng luôn, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta phải xác định là nếu mà chúng ta không tác động vào cái lớp ở phía dưới này thì nó lại tiếp tục nó ủn ra thì nó vẫn đen xì thôi. Cho nên chúng ta phải cùng một lúc chúng ta điều trị nhiều bước. Thì chúng ta mới biết chúng ta peel để cho nó bong đi, cho nó trắng ra, thì khi nó trắng ra rồi chúng ta phải tiếp tục chúng ta điều trị để cho nó không tạo ra mức nữa. Chứ nếu mà chúng ta cứ peel mãi thì nó sẽ bị mỏng ra, đúng không? Và cái gốc của nó vẫn tạo ra tố thì nó vẫn không ổn, đúng không? Và vì đấy là lý do tại sao chúng ta phải dùng phối hợp các cái thành phần với nhau, đúng không? Thì trong cái cơ chế này thì cái cơ chế rõ nhất là chúng ta peel hoặc là chúng ta có thể bắn laser nông, đúng không? Để chúng ta giải quyết hết cái sắc tố này đi. Hoặc là chúng ta peel để cho nó bong đi một lớp. Đấy. Hoặc là có một cái cách khác, đấy là tẩy tế bào chết và phá hủy melanin. Có một cách khác đấy là chúng ta phân tán melanin hoặc là giảm cái melanin bị oxy hóa, đấy là nó càng ra ngoài nó càng đen vì nó gặp oxy nó càng ngày nó càng đen,
vì chúng ta dùng một số cái hợp chất để nó có thể giảm cái quá trình mà cái melanin này nó thành đen xì đi, hoặc là phân tán cái melanin đồng đều trên màu da, thì nó sẽ giảm cái màu sắc một chút xíu mà nó tác động vào phía đông đấy thôi. Thì trong đây chúng ta sẽ thấy có một số cái hợp chất mà chúng ta hay quan tâm, ví dụ như là cái giảm cái melanin oxy hóa thì chúng ta sẽ thấy chính là vị vai trò của detox da của vitamin C. Cho nên là chúng ta sẽ thấy có một số hãng dược mỹ phẩm thì các bạn là nồng độ vitamin C của chúng tôi là 20% vitamin C bền vững và bôi và phát trắng luôn. Đấy là bôi phát trắng luôn mà, là chính là giảm cái melanin bị oxy hóa này, nghĩa là bôi và phát thì thấy nó trắng luôn, bởi vì là nó những cái màu đen nên là nó bị nó giảm cái mức độ oxy hóa, nó thành màu trắng, thậm chí là bôi xong một tiếng sau thì trắng bóc rồi. À, thì chính là cái cơ chế này. Tuy nhiên thì rõ ràng nó không phải cơ chế gốc của melanin, cho nên là phối hợp điều trị thì ok, chứ dùng cái đấy mà cứ bôi mãi mà nó cứ trắng bóc mãi thì không có đâu nhé, rồi nó sẽ đen xì đi thôi, nó đẩy tiếp ra rồi lại đen tiếp đúng không? Hay là ví dụ ta vitamin A thì nó cũng sẽ làm giảm cái melanin bị oxy hóa, cho nên là ngoài cái việc nó tác động làm cho đẩy cái melanin ra thì đôi khi nó cũng sẽ tác động vào đây để làm cho da nó sáng sủa hơn chút đúng không? Khi mà thích nghi được với vitamin A đúng không? Một cái cơ chế mà liên quan đến phân tán melanin thì đấy là liên quan đến magnetic acid đúng không? Có những bao nhiêu melanin có trên mặt da, 100 cái melanin trên 1 cm² chẳng hạn, thì khi bôi magnetic acid vào thì nó phân tán cái đó ra thì trông nó sáng hơn một chút. Nó cũng tương tự như cơ chế lột thôi. Cơ chế lột tẩy thì các bạn biết rồi đúng không? Nó liên quan đến tất cả những chất lột tẩy liên quan đến AHA, BHA rồi là retinol đúng không? Nghĩa là bóc đi một lớp thì đương nhiên là bớt đi một ít melanin. Rồi chúng ta sẽ phải làm tiếp để cho nó khỏi sinh ra, hoặc là phá hủy melanin đúng không? Phá hủy melanin thì chúng ta có thể phá hủy nông mà cũng có thể là phá hủy sâu đúng không? Rồi thì đấy là cái vấn đề mà các cái giai đoạn điều trị sắc tố ở phần thượng bì, nó có 4 giai đoạn và mỗi giai đoạn thì nó sẽ có các cái cơ chế rất là khác nhau, và mỗi cơ chế thì nó sẽ có những cái hoạt chất rất là khác nhau. Trên thực tế thì không phải một hoạt chất là sẽ có một cơ chế, một hoạt chất có thể có nhiều cơ chế, như vitamin C hay vitamin A chẳng hạn, nó có thể có nhiều cơ chế. Tuy nhiên chúng ta để học được cái hoạt chất đó tốt hay là để biết được hiệu quả của nó đến đâu thì chúng ta nên học cái cơ chế mạnh nhất của nó, tốt nhất của nó, để chúng ta có thể biết là khả năng tối ưu của nó là đến đâu, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái vấn đề đấy là sắc tố trung bì. Chúng ta điều trị từ phía trên thì chúng ta mới chỉ điều trị liên quan đến cái phần là sắc tố phía trên thực bì thôi, còn khi mà sắc tố mà nó đã bị bắt vào trong cái đặc tế bào nó chui xuống trung bì rồi thì chúng ta lại cần phải can thiệp thêm nữa, đúng không? Nói về vấn đề là sắc tố chui xuống đến trung bì thì nó sẽ có 3 cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất đấy là cái màng đáy này nó có vấn đề, nó trục chặt. Cái tổn thương màng đáy này thì nó có thể gặp do hormone, do ánh sáng, do lão hóa gây ra tăng cái tổn thương màng đáy, và vì thế cho nên là bạn đại tế bào nó sẽ chui lên trên, nó cắt cái sắc tố xuống ở trung bì. Cái thứ hai đấy là vấn đề về viêm và giãn mạch, đúng không? Ba là giãn mạch, nghĩa là các cái tế bào viêm và các cái mạch máu nó bị giãn nhiều, mà như chúng ta nó trao đổi phía trên đấy là nám má thường là luôn luôn đi kèm vấn đề giãn mạch, thì khi mà mạch máu nó giãn ra thì nó cung cấp nhiều tế bào viêm hơn ở đại tế bào, thì nó làm tăng cái hoạt động viêm tại cái vị trí đấy. Tại sao nó có viêm thì có thể là do ánh sáng tác động, do hormone, đúng không? Ánh sáng là chính, đúng không? Ánh sáng tác động vào chỗ nào là chỗ đấy nó viêm nhiều hơn, thì nó sẽ gây ra hiện tượng viêm và gây ra vấn đề giãn mạch. Và vì thế cho nên là cung cấp thêm các tế bào viêm, và chủ yếu là đại tế bào nó sẽ chạy lên trên, nó bắt cái melanin xuống dưới trung bì và nó trở thành một cái nám khó trị hơn. Và hầu như là những cái vấn đề bôi thì chúng ta phải rất lưu ý đấy là nám ở trung bì thì chúng ta phải bôi các cái sản phẩm mà có thể ngấm được vào trung bì, đúng không? Nếu như các sản phẩm của chúng ta bôi mà không thể ngấm được vào trung bì, ví dụ như là AHA chẳng hạn, thì đúng không? Hay là vitamin C chẳng hạn, thì nó không thể nào tác động vào cái phần này được. Bạn hiểu không ạ? Nó chỉ nông nông ở trên bề mặt đấy thôi, thì nó không thể chui được bên dưới. Một số cái sản phẩm mà chúng ta lưu ý về vấn đề độ ngấm và cho trung bì, đấy là thiamisamic acid này, ascorbic là vitamin C, đặc biệt vitamin C rất là khó để ngấm vào trung bì được, đúng không? Vì nó là vitamin tan trong nước, niacinamide hay là vitamin A, thì đây là những sản phẩm mà có thể tác động tương đối tốt vào ba cái cơ chế gây giảm thương tổn màng đáy, chống viêm và giảm giãn mạch. Nhưng cái khả năng mà ngấm vào trung bì của nó thì nó tùy từng chất khác nhau, nó sẽ khác nhau. Tất nhiên ví dụ như retinal thì nó có thể ngấm được với trung bì, đúng không ạ? Niacinamide trong một số trường hợp có thể ngấm, ascorbic gần như là không ngấm và chúng ta cần phải hỗ trợ nó mới ngấm. Thiamisamic acid cũng tương tự như vậy. Và vì thế cho nên là một cách là chúng ta bôi thì chúng ta tác động ở phía trên với cái cơ chế ở phía trên thượng bì của nó. Còn nếu mà chúng ta muốn tác động xuống cái trung bì thì chúng ta có thể phối hợp với cái phương pháp để chúng ta tiêm, đúng không? Tiêm mezo chẳng hạn, để giúp cho nó đi qua được cái phần thượng bì một cách nhanh chóng và chạy thẳng vào cái chỗ trung bì. Đấy là lý do tại sao mà người ta có thể phối hợp với cái phương pháp là mesotherapy để điều trị cái nám trung bì, đúng không? Tuy nhiên thì ví dụ như là vitamin A chẳng hạn, retinol chẳng hạn,
thì nó có khả năng nó mới trung bì, chúng ta bôi dần cũng có sự đóng tác lớn, nhưng mức độ nó sẽ hơi khác nhau. Cho nên là thường thì trong sạch mũi tiêm chúng ta sẽ không thể có về có vitamin A, vì hàng tự nó không giống được vào đấy rồi. Nhưng vitamin C, calcium hay là niacinamide thì thường xuyên nó sẽ được cho vào trong các cái hợp chất tiêm, glucatin, homocysteine các thứ nó người ta cũng pha lung tung vào đấy cả. Nhưng mà nó tóm lại là những cái chất mà nó không thể dựng ngấm được tốt thì người ta đi chuyển sang đường tiêm. Ngoài ra thì chúng ta cũng nói với nhau rồi, đấy là những cái sắc tố mà nó đã nằm ở sâu phía dưới, chúng ta có thể dùng cái vấn đề về bắn phá, phá cái tổn thương đi. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là điều trị cái ngọn thôi, chứ không phải điều trị cái gốc, đúng không? Cái phương pháp laser thì nếu mà chúng ta tránh được hoàn toàn cái vấn đề là các sắc tố sau viêm thì may ra nó sẽ có một chút tác động cho những vấn đề là nám má quá sâu và quá đậm. Chứ còn nếu mà cái nám má chung mà chúng ta dùng laser là khớp thì chúng ta chắc chắn là thất bại, 100% thất bại. Ai mà làm được cái này thì tôi bái sư phụ tôi đến tôi học luôn nhá. Nghĩa là chúng ta chữa cái ngọn, cái mà melanin nó đã chui ra rồi và nó đã tạo ra và nó đã chui từ trung bình rồi, chúng ta dùng để chúng ta bắn. Chứ còn đâu thì chúng ta không giải quyết được vấn đề tạo melanin, chúng ta không vấn đề về tyrosina, chúng ta không can thiệp gì cả, kiểu gì nó đen đi thôi. Cho nên chúng ta rất cân nhắc cái vấn đề là và phải rất là lựa cái thời điểm tốt để có thể cho cái laser này vào. Và nào có kinh nghiệm về laser thì chia sẻ thêm được không? Ok không ạ? Bạn còn hỏi gì phần này nữa không? Bây giờ chúng ta đi hết phần nám rồi đấy. Nói chung lại thì cái vấn đề điều trị nám má thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong cái slide này, chúng ta sẽ thấy là nó có rất là nhiều cái vị trí để tác động vào nám má. Và từ ngoài vào trong nó có rất là nhiều cái cơ chế, và chúng ta càng phối hợp cơ chế tốt thì cái hiệu quả điều trị của chúng ta càng cao. Và chúng ta nên phối hợp cơ chế bằng cách là chọn những cái thuốc phù hợp với cái mức độ của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân bắt đầu chuẩn bị nám, một hơi nám, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp là hạn chế kích thích tế bào sắc tố, đúng không? Bôi vitamin C hoặc một số cái dưỡng để cho nó sáng sủa ra, đúng không? Nếu mà bệnh nhân mà nó đã đen xì rồi thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp là peel hoặc là đồng điều hóa hoặc là chống oxy hóa cái melanin để chúng nó giảm đen ngay từ đầu, đúng không? Tuy nhiên thì cái cơ chế chính đặc hiệu nhất ở trong số này thì vẫn là cơ chế tác động lên chế cái hạn chế cái sự tạo ra melanin, ức chế tyrosina, đúng không? Và chúng ta cần phải lựa các hạt chất để phối hợp với nhau cho nó tốt. Nếu mà đang bôi ức chế tyrosina mà lại thấy nó không ổn thì chúng ta phải bình ổn nó bằng niacinamide chẳng hạn, ví dụ thế. Thì vì thế cho nên một cái hoạt chất, một cái sản phẩm điều trị nám tốt thông thường sẽ là một sản phẩm mà phải có đa cơ chế, và cơ chế phải là cơ chế thật và cơ chế phải là đủ nồng độ. Chứ còn trên thị trường thì chúng ta sẽ gặp là phần lớn các sản phẩm đấy là có một cơ chế, một hoạt chất chính và toàn hoạt chất phụ thì nó lại rất là kém, đúng không? Đấy là lý do tại sao mà cái thuốc tiêu chuẩn vàng điều trị nám má cho đến bây giờ nó là thuốc gì nhỉ? Một ba thành phần, nó không phải một thành phần. Nếu một trong ba thành phần mà đã tốt đến thế thì cần gì mà phải ba thành phần, đúng không? Các bạn có thể phân tích được cái chinoma xem là nó ba thành phần nó tác động vào những đâu không? Nó có những cái gì nhỉ? Có hydroquinone, đúng không? Tác động vào đâu ạ? Ức chế tyrosina và làm chết tế bào sắc tố bào, đúng không? Corticoid thì nó tác động vào đâu? Trung bì, giảm viêm, đúng không? Giảm viêm và dùng quá nên nó thành giãn mạch. Còn ban đầu nó rất là giảm viêm cho nên là bôi nó rất là trắng. Còn sản phẩm thứ ba, thành phần thứ ba là nhóm vitamin A dẫn xuất, đúng không ạ? Và cái nhóm này thì các bạn sẽ thấy cái chuyện đầu cuối nó đều can thiệp vào tất cả các cái bước liên quan đến vấn đề điều trị nám má, và vì thế cho nên dẫu sao thì nó vẫn là tiêu chuẩn vàng thật. Chứ còn nếu mà lấy một trong ba cái, ví dụ dùng hydroquinone không, hay dùng corticoid không, hay là dùng corticoid cộng vitamin C, hoặc là dùng retinol cộng vitamin C hoặc cái gì đấy, nó đều sẽ không bằng, đúng không? Ok không ạ? Nhưng tuy nhiên thì cái việc sử dụng chinoma nó cũng là một cái điều phải rất là cân nhắc. Mà không biết dùng thì cũng đừng có dùng, thì corticoid rất là cao, chỉ là hydroquinone nồng độ cao và retinol thì cũng nồng độ cao nữa. Và chúng ta không biết là bây giờ thì hàng tay thôi chứ chúng ta không có hàng trong viện. Rồi, ok, sau đấy thì chúng ta có thể kết hợp thêm với những cái gì sâu hơn, đúng không? Ví dụ giãn mạch nhiều thì chúng ta dùng cái thang nesamic acid, đúng không? Viêm nhiều thì chúng ta dùng corticoid, hoặc là chúng ta dùng các cái chất để bình ổn viêm, đúng không? Là chúng ta có thể phối hợp với cái vấn đề về laser bắn phá những cái hạt mà nó đã nằm sâu ở trong trung bì, nhưng nó là những cái trường hợp mà nám hoặc là nám nó bôi mãi nó không hết được những cái vết nhất định thì hãy bắn, chứ còn đừng bắn cả mặt để làm chi. Thì đó là toàn bộ các cái phần overview về vấn đề điều trị nám má. Các bạn có hỏi gì không? Chống nắng, vận chuyển cơ chế và duy trì. Các bạn hỏi gì không ạ? Chúng ta có khoảng 10 phút để chúng ta trao đổi trước khi mà chúng ta phải giảm hốt chiều. Các bạn có kinh nghiệm gì điều trị nám má không, và gặp những cái trường hợp trục trặc như thế nào? Mời chị.
mình điều trị nám mà mình điều trị nó đang nám má, nó đang ở phần phần gò má rồi này, và mình điều trị nó lại lan ra phần thái dương, nó lan ra phía ngoài một gì đó, thì mình sẽ nhận thế nào. Thứ hai là cô chia sẻ cái mình dùng cái peel phối hợp thêm để điều trị nám. Ra thì nếu như mà ban đầu nó bị nám ở đó là sao, ôi gì nó thành nám ở cái chỗ đó vậy? Bạn chỉ có nghĩ là cái chỗ đấy là nó bị nám bị gò má, và chúng ta thấy là cái tại vị trí gò má. Thế thông thường chị thường dùng nám mà chị bôi như nào, bôi đúng chỗ nám hay như nào, bôi chỗ họng của chỗ nám đó. Bôi cả mặt thì nó bị điểm thế nào, thế xong bôi cả mặt sợ mạnh quá, dùng thôi chiêu mà dùng vitamin C không bao giờ xuất hiện nám. Nó phải có cơ chế mới gây ra vấn đề nó xuất hiện cái nám ở cạnh chỗ này, đúng không? Các bạn thử đoán xem nó bị làm sao mà lại tại sao bôi ở chỗ nám mà cái chỗ bên cạnh chỗ nám nó lại đen? Mình có thể tư duy được vấn đề này, còn đúng không? Chẳng lẽ là chỉ dùng thuốc gì? Nó chỉ có thể đen đi, mà nó không phải nám mà bôi vào nó đen đi, thì người ta gọi là gì? Có thuốc viêm. Chị check lại sản phẩm của chị xem có cái gì gây ra vấn đề tăng sắc tố xong viêm, thì nó chính là cái nguyên nhân gây ra cái nếp vết đen đấy chị. Vitamin C sẽ không bao giờ, nếu mà chị cho bôi vitamin C vào chỗ nám, chỗ bên cạnh chỗ nám không đen, bởi vì nó đâu gây tăng sắc tố xong viêm, nó là chất để tóc giã mà làm viêm mà. Nó chỉ có thể gây ra cái vấn đề đen bên cạnh là đấy là vì chị đã bôi một cái chất gì đó và cái chất để gây ra tăng sắc tố xong viêm. Ví dụ như chị peel chẳng hạn, đúng không? Thế đang muốn hỏi về peel đúng không? Mình peel thì mình sẽ peel ra bên cạnh đúng không? Và thế là cái chỗ mà nám thì nó có thể nó giảm đi, nhưng mà cái chỗ bên cạnh nó bị đen đi thì nó có số viêm. Chứ còn nám thì đương nhiên là chỗ nào nám nó vẫn là nám như thế, nó không thể nào đen cái chỗ nám được. Hoặc là ví dụ một cái cơ chế đấy là cái vị trí cả cái má đấy nó bị nám, và chị đang điều trị cái chỗ mà chị thấy đậm nhất, vì những cái chỗ kia khi mà chị điều trị chị bôi vào thì nó đẩy ra thì nó thấy nó đen, bắt nóng hơn lên. Quay lại vấn đề là bắt nám, chị đừng để cho nó bị chuyển từ một cái ca nám thì một ca tăng sắc tố sau viêm. Làm nào biết là một ca tăng sắc tố sau viêm để tránh được cái tăng sắc tố sau viêm các bạn làm? Tất nhiên là xem là sản phẩm chúng ta đang dùng đúng không ạ? Làm nào chống nắng tốt rồi, tôi rất đồng ý là chống nắng luôn luôn phải basic rồi. Chống nắng không tốt thì chắc chắn là chả cần phải tăng sắc tố sau viêm, thì đi ra biển nó đen xỉ đúng không? Một tuần đi biển là bằng một năm để trị nám rồi, thế đấy chắc chắn. Nhưng mà nếu như không nói đến cái vấn đề coi như chống nắng tốt đi, thì những cái dấu hiệu nào làm cho chúng ta sẽ thấy nó là một cái tăng sắc tố sau viêm? Mấy bạn nào kinh nghiệm? Đấy phải có biểu hiện kích ứng. Kích ứng đúng rồi. Đỏ lên, bôi vào đỏ lên, bong vẩy mà không thể khống chế được tốt. Trên đặc biệt là trên những cái trường hợp da mà da 5 năm, cái tăng sắc tố sau viêm phản ứng mạnh hơn, đúng không? Da càng trắng thì cái nguy cơ mà bị tăng sắc tố sau viêm nó càng thấp. Da càng đen thì nguy cơ tăng sắc tố sau viêm nó càng cao. Nhưng mà da lại hơn 5 năm rồi mà bôi vào lại có bôi nó bong nó lại đỏ nhiều thì phải, mà lại thấy được đấy là phải nám dịu ngay, đúng không ạ? Nám dịu nó xuống đi cho nó đừng bị đỏ, càng đỏ nó càng đen, đúng không? Ok chưa? Và thấy đã bôi mà bôi thuốc mà mạnh mà lại thấy nó đỏ lên. Tuy nhiên đỏ thì nó cũng là một phản ứng chung thôi, bôi hydroquinone rồi bôi retinol nó đỏ, nhưng mà lại thấy nó chuyển sang màu đen, coi như mình là hơi quá tay, giống như peel hơi quá tay rồi. Okay. Còn về vấn đề chia sẻ về peel trong nám má thì chúng ta đã trao đổi rồi. Cơ chế của peel trong nám má thì chúng ta sẽ thấy là trên thị trường nó có rất là nhiều cái sản phẩm chất peel. Trong cái đợt mà hội nghị tới thì đơn vị Đà Nẵng cũng sẽ chia sẻ về vấn đề là peel chống peel, nghĩa là sao, nghĩa là chúng ta đừng có chọn một hoạt chất peel. Nếu mà chúng ta chỉ chọn một hoạt chất peel thôi, chúng ta sẽ rất là khó để làm cho nó đủ mạnh mà lại ít tác dụng phụ. Nếu mà một hoạt chất peel, chúng ta chỉ có một cách tốt nhất để cho nó đủ mạnh, đấy là tăng đồng độ hoặc là peel nhiều lớp, đúng không? Và như thế nó tăng tác dụng phụ. Và vì vậy cho nên là mình có một cái khái niệm gọi là peel chống peel, nghĩa là trong một hoạt chất có nhiều thành phần peel, và mỗi thành phần peel sẽ tác động vào một cái vị trí khác nhau thì nó sẽ giảm cái tác dụng phụ mà nó vẫn tăng được cái hiệu quả lên. Và các bạn sẽ có thể sẽ xem thêm về cái cách người ta phối hợp hoạt chất. Nhưng nếu như trong trường hợp mà các anh chị chọn để peel nám, đúng không? Thì cơ bản peel thì vẫn là bong thôi, đúng không? Peel là bong. Bong thì chúng ta hay dùng cái gì để bong, đúng không? AHA đúng không? Là hàng đầu, đúng không? Là để bong, bôi chắc chắn là bong. Cái thứ hai là VHA đúng không? À, cái thứ ba là gì? Có ba, bốn hạt chất peel, các bạn biết những hạt chất nào? Retinol đúng không? Retinol là một phương pháp peel, nhưng mà nó peel sinh học. À, còn gì nữa? TCA đúng không? Cũng là hạt chất peel đấy. Chúng ta có bốn cái cơ chế peel khác nhau. Có thể laser nữa. Laser cũng là một cách để peel kiểu dạng mai nhỏ nhẹ.
thì chúng ta phải phối hợp với nhau, đúng không? Bởi vì là nếu mà chúng ta peel mà mục đích của chúng ta là để cho nó bong tổn thương, đúng không? Nhưng mà đừng phải làm sao để nó bong đi mà nó vẫn trắng, thì đấy là vấn đề. Nó bong đi, nó bong hết cái đen đi, xong nó đen đi thì nó là vấn đề. Và vì thế cho nên là nói tóm lại, quy chung lại vẫn là phối hợp thành phần thôi. Chúng ta hãy chọn những cái sản phẩm mà ví dụ như AHA chẳng hạn, mà cái chị dùng nồng độ cao lên khoảng 50-70 bôi phát cháy da luôn, đương nhiên đen xì được, đúng không? Khó mà hồi được, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ giảm nồng độ của những cái mà gây cháy da, đúng không? Tăng cái khả năng bong nhưng mà phải tăng khả năng trắng. Cho nên trong sản phẩm peel, tôi khuyến khích là không có dùng sản phẩm peel một thành phần. Peel một thành phần là không làm được như đấy, đồng ý không ạ? Còn đâu thì cụ tỷ từng ca thì chúng ta sẽ có một số hạt, chị đang dùng hạt chất peel, sản phẩm peel của hãng nào? Peel nám. Skin clinic nồng độ là cái hạt chất chính của nó là gì? Nồng độ chị nhớ. Salicylic, glycolic, glycolic là AHA, salicylic thì có thể gọi là BHA đúng không? Có retinol không? Hơi thiếu chút nhỉ? Đấy. Thế thì nó sẽ bong nhiều và đen nhiều đấy. Không bong à? Không bong thì nhẹ quá rồi. Nếu mà hai cái này với nhau mà không bong thì coi như nhẹ quá. Còn nếu mà đủ bong thì lại không đủ để lão hóa và làm sáng. Vì chúng ta nhìn thấy công thức ba thành phần của điều trị nám không? Đúng không? Nó phải có một hạt chất ức chế tyrosina, nó phải có một hoạt chất bong da và một hoạt chất chống viêm. Nó phải có ba cái đấy thì nó sẽ không, nó bong mà nó không đen. Nhưng nếu mà nó chỉ có một cái bong thôi mà nó không có những cái còn lại thì nó sẽ đen, đúng không ạ? Đen, mỏng da và nhạy cảm ánh sáng. Chị check lại nồng độ xem. Như vậy chắc là không phải một thành hai mấy hai thì cần đấy đâu. AHA không thôi mà để thư nám thì có vẻ hơi nhiều. Không phải hai hoạt chất đấy, không phải hai hoạt chất chính để thư nám, đúng không? Retinol mới là hoạt chất chính để phiêu nám, đúng không? Hoặc là resorcinol cũng gây bong da nhẹ, cũng là hoạt chất để phiêu nám. Nó phải có mấy cái đó thì nó mới là phiêu nám. Còn cái AHA là chính thì nó là phiêu cho cái gì? AHA, BHA là phiêu mụn. AHA hả? AHA nó không đủ để phiêu sắc tố. Cấp ẩm chỉ không tiêu nám được với cái thành phần đấy, nó không thể thành phần sinh lại tiêu nám. Có bạn hỏi gì nữa không? Chú ý á, có tác dụng phụ gì thì chú ý cái đấy không? Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Chiluma thì nếu mà các bạn tránh kích ứng thì các bạn phải tăng liều, đúng không? Chắc chắn phải tăng liều rồi, bởi vì nếu mà bôi phát là nó đỏ lòm luôn, đúng không? Nó kích ứng nhiều, nó đỏ lòm luôn, giống như bôi retinol ấy. Tiropinol và retinol đều là những sản phẩm cần phải tăng liều, cho nên là bôi là phải tăng liều, tăng như là tăng thuốc bôi ấy, bôi cách ngày rồi bôi dày lên rồi bôi tăng dần lên, đúng không? Thì nó sẽ không bị cái giai đoạn bị đỏ và bị bong nhiều quá. Còn không được bôi dài, bởi vì nó có corticoid, cho nên lại phải hạ liều. Đầu tiên bôi tăng liều, sau đấy hạ liều. Quy chung là như thế, còn tăng lúc nào hạ lúc nào thì nó phụ thuộc vào cái mặt của bệnh nhân của bạn. Khi nào bạn đạt được tối đa thì bạn hạ liều xuống, để bạn tránh cái corticoid dùng dài thì nó sẽ không có tác dụng phụ dài. Còn ban đầu bạn muốn tránh cái vấn đề đen xì đi, và vì nó đỏ quá, nó bong quá, nó đen. Còn làm cho nó đỏ và nó bong quá nó sẽ đen xì đi, là cho nó bôi tăng dần lên thì nó sẽ không bị, nó không bị rơi vào cái giai đoạn quá đỏ, quá đen và quá bong thì nó sẽ không bị đen, đúng không? Vì cái đen ở trong cái đấy là nó do hydroquinone và do retinol, đúng không? Hydroquinone nó làm chết tế bào và retinol nó làm tăng nhanh cái quá trình vận chuyển sắc tố, nó chui ra nó đen xì lại. Nó bôi tăng liều nó sẽ không bị đen. Còn sau khi mà nó đạt tới đa rồi thì bạn hạ liều xuống đi cho nó tránh có cái quýt. Nói chung là như vậy. Còn gì nữa không ạ? Bạn hỏi đi. Thì chắc có cái nào đừng bôi mà quá tệ. Có nào cấm không? Hydroquinone. Chết tế bào. Hydroquinone thì các cái nghiên cứu về vấn đề gây ung thư của hydroquinone đều bằng chứng đều không có rõ ràng. Nó không gây ung thư. Mặc dù trước đây thì người ta rất sợ, đúng
bởi vì người ta nghĩ là nó có thể gây nguy cơ gây ung thư, nhưng thực tế thì cho đến bây giờ có cái gì chứng minh được là hirudin gây ung thư đâu, đó, nó không gây ung thư, nó không ngấm vào bên trong. Tất cả những sản phẩm cho phụ nữ mang thai và cho con bú thì nó đều rơi vào cái trường hợp đấy là thận trọng. Tuy nhiên thì thận trọng như cái thận trọng thôi, chứ còn vô bình thường. Tôi nghĩ là vô bình thường, bôi dài thì không nên. Tốt nhất là trong trường hợp đấy thì mình cứ chống nắng tốt đúng không? Corticoid thì cũng thế thôi, corticoid còn độc hơn đúng không? Các bạn vẫn bôi rồi, chẩn đoán phụ nữ mang thai có corticoid thì bôi cái gì? Đúng không? Retinol tương tự như thế thôi, ngồi đi. Retinol thì chỉ có mỗi tazaroten là bị chống chỉ định C thôi, còn đâu thì đều là BA hết mà. B hết đúng không? B hoặc X, tôi bôi bình thường. Nó chắc không ngấm vào đến chỗ vi đâu. Tất nhiên bệnh nhân mà lo thì là mình phải chống chỉ định. Bệnh nhân mà nó cứ hỏi đi hỏi lại đừng kê nó gì sau kiện chứ. Còn tôi vẫn bôi. Tôi không thấy có vấn đề gì nhiều lắm. Salicylic an toàn đúng không? Cozic các thứ bình thường mà. Đúng. Là B hết đấy. Salicylic là hàng đầu gì đúng không? Retinol vô bình thường. Tôi vẫn vô bình thường. Chỉ có điều là tôi lựa bệnh nhân tôi kê thôi. Ok, còn gì nữa không? Bạn nào hỏi nữa? Những trường hợp mà nó đã biến chứng rồi thì những trường hợp chúng ta đừng có động vào. Còn nếu mà động thì động nhẹ nhàng thôi. Dùng cái nhóm 1, ấy, giai đoạn 1, tất cả những chất dưỡng bình ổn da. Hoặc là dùng niacinamide, vitamin C đúng không? Những cái đó là những cái ok. Retinol rất là ok bởi vì nó sẽ làm gọi là bình thường hóa quá trình phát triển của tế bào sừng, cho nên nó sẽ ổn định lại cái vấn đề về sắc tố. Tôi cũng có nhiều bệnh nhân điều trị cái nó có một cái bệnh cái nhóm nó laser thì đã đành rồi, nó mất từ cái đít nồi nó thành cái đĩa thì thôi chịu rồi, nó mất hẳn luôn thì không nói làm gì. Nhưng mà ví dụ như là cái lá trầu không ấy, nó thành cái sắc tố muối tiêu ấy, cái chỗ đen chỗ trắng ấy. Hay là mấy cái ca vừa nãy mà chúng ta nhìn thấy cái chỗ nó đen trắng rồi bên cạnh thì những cái đấy bôi retinol thì ra hết. Nó bình thường hóa của quá trình phát triển của cái tế bào hắc tế bào lại nó hết. Mấy bệnh nhân lá trầu không của tôi bôi retinol êm hết này. Nó đe lại được như bình thường. Thì chúng ta chú ý thôi, đấy là ví dụ như nguyên nhân của nó là gây chết tế bào mà nó chết hẳn rồi thì cứ giải thích luôn cho bệnh nhân, nó thành cái sẹo hẳn rồi thì không nói. Còn đâu những cái nó hơi bắt đầu hơi mất sắc tố một chút xíu thôi thì như kiểu hydroquinone bôi thời gian dài nó hơi lăng lổ chút ấy. Thì đương nhiên là phải ngừng hydroquinone và ngừng toàn bộ cái nhóm phenol lại, đúng không? Tất cả những thứ liên quan đến hydroquinone và butin là chúng ta phải ngừng lại. Và chúng ta chuyển sang cái bình ổn tế bào, vitamin C hay là niacinamide hay là retinol, đúng không? Để mà chúng ta dùng. Thì nó sẽ không bị ta chết thêm. Đúng không? Thì là nó sẽ ổn thôi nhưng mà mất thời gian. Mấy cái ca trầu không của tôi bôi 5 thì nó vẫn về bình thường. Mặc dù trắng bóc thôi đấy, nó trắng xong rồi nó thành chỗ đen chỗ trắng mà đâu vô nó vẫn hết mà, nhưng phải từ năm trở ra thì tế bào nó về bình thường. Ok, còn gì không ạ? Thôi nhá, ok nhá. Thì nó tóm lại là chủ đề nám thì nó rất là thú vị, và chắc là các bạn sau này sẽ làm về nám, các bạn sẽ có nhiều cái